Vâng, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị chương trình đọc sách cùng Tranh Gỗ Bùi Gia. Đây là cuốn sách nói về Tây Du Ký, một trong những án văn mà đã rất quen thuộc với chúng ta. Tại sao chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị cuốn sách này, thì chúng tôi học hỏi được điều gì trong cuốn sách này? Trên cuốn sách này quý vị nhìn thấy là họ có vẽ rất nhiều những cái tranh, rất nhiều những cái cảnh để có thể miêu tả được cái câu chuyện ở bên trong. Thì đặc biệt là trên những tác phẩm này, họ vẽ đến mây, họ vẽ đến núi, họ vẽ đến cây, vẽ đến người, và tất cả những cái này nó đều mang một cái nét rất là phóng khoáng, rất là thoáng, và đặc biệt là nó rất là mềm mại và uyển chuyển. Thì chúng tôi đã tham khảo những cái nét, ví dụ như là những cái nét mây dài. Quý vị nhìn thấy những nét mây dài. À, thì trên tác phẩm của Tranh Gỗ Bùi Gia cũng có rất nhiều cái nét mây giả giống như thế, bởi vì chúng tôi nhìn thấy nó rất là đẹp, nó rất là phù hợp. Hay là những cái cây, khi quý vị nhìn những cái cây nó mang tính chất dài cỗi thì sẽ thấy là rất là đẹp. Chẳng hạn như phần này, mây giả, đặc trưng của lối vẽ tranh của Trung Quốc là mây giả. Và thứ hai là những cái cành cây tùng đó, nó rất là khẳng khiu, rất là già nua đó. Và những cái nét vẽ về núi nó rất là thẳng, rất là sâu, và đặc biệt là nhìn nó mang cái tính chất nó rất là đứng. Và những cái núi như vậy thì trông nó sẽ rất là xa, nó không bị ngắn, không bị mềm quá giống như là những cái tranh mà ở Việt Nam hay làm. Thì trong cuốn sách này chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để học hỏi và tham khảo ở trên đây. Và những cái đám mây cuốn ở dưới chân nhân vật, đặc biệt là thần tiên chẳng hạn, cũng là một trong những cái nét mà chúng tôi, hoặc quý vị có thể nhìn thấy đường nét của họ vẽ từng cái tuyến nhân vật rất là đơn giản, không cầu kỳ, chỉ cần thông qua những cái nét áo, nét gấp của quần áo là chúng ta có thể cảm nhận được là nhân vật này đang đứng, đang ngồi, đang di chuyển, đang chạy hay đang bay, và nó rất là rõ ràng. Và đây cũng chính là một trong những cái chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ cuốn sách này. Những cái đường gấp nét của quần áo rất đơn giản, tạo cái sự thoáng cho mỗi bức tranh. Gấp nét quần áo rất là dễ nhìn. Và quý vị thân mến, để làm được một tác phẩm sâu, có được nội hàm, thì đó là cả một quá trình mà chúng tôi không những phải đầu tư về tay nghề, đầu tư về chất xám, mà còn đầu tư cả thời gian để đọc và để hiểu, và sau đó là để truyền tải những cái kiến thức ở trong cuốn sách này và trong từng tác phẩm. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn được quý vị cùng đồng hành, cùng đồng cảm và cùng chia sẻ với chúng tôi những cái tâm huyết mà chúng tôi đã dồn vào từng tác phẩm, để làm sao mỗi một tác phẩm quý vị chơi, quý vị đặt niềm tin vào Tranh Gỗ Bùi Gia thì nó đều hoàn toàn xứng đáng. Và một câu tôi vẫn hay nói đó là chúng tôi cam kết tranh và chất lượng của tranh xứng đáng đến từng nghìn của quý vị khi đặt vào niềm tin của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và thông qua clip này, chúng tôi rất muốn chia sẻ tới quý vị về niềm vui trong nghề, về những cái tâm huyết với nghề, và đặc biệt là về những cái giá trị của từng tác phẩm đang mang lại niềm vui và đáp ứng được nhu cầu của quý khách. Và cảm ơn quý khách đã ủng hộ, tin tưởng Tranh Gỗ Bùi Gia, và Tranh Gỗ Bùi Gia thưởng thức mỗi ngày trường tồn giá trị.